Làm cái clip này chỉ cho các bạn cách thứ nhất là các dòng iguana cơ bản cũng như cái cách gọi tên. Thì cái này nhiều bạn thắc mắc lắm, hơi loạn xà ngầu hết rồi, các bạn đọc vô các bạn không có phân biệt được, không có biết khác biệt chỗ nào. Học sinh học á, lớp 6 hay lớp 7 gì mình không nhớ nữa thì đã học qua rồi. Đó là cái màu xanh lá cây, đây là màu cơ bản nhất của iguana. Kiểu hình tức là mình nhìn mình thấy nó màu xanh lá cây thì mình kêu nó là con rin. Thì trong cái red iguana nó cũng có nhiều cái tông red đẹp, red xấu nữa. Có hai màu, green và red là gen chổi thôi. Tất cả những màu còn lại đều là gen lặn hết. Con này luôn là blue. Blue tức là màu xanh dương ha. Red hypo là gì? Cái gen, cái từ hypo á thì nó quy định cái tình trạng là mất sắc tố đen, đúng không? Nó là trên người nó, mặc dù kia nó là red nhưng mà trên người nó rất là nhiều màu. Khi mà mình nói tới từ hypo á thì tất cả đều sẽ hướng đến con này. Gen albino là nó màu vàng ha, màu vàng rất là tươi. À lớn à nhỏ đúng không? À lớn à nhỏ đúng không? Green, red, blue. Khi bạn lấy một con gen chọi với một con gen tối với con gen lặn thì nó sẽ ra 100% là red head albino, tạo ra cái màu đẹp nhất mà chúng ta muốn. Bạn hiểu không vậy? Mình thì thật ra là mấy cái này nói thì nó cũng hơi khô khan, thì nó cũng hơi khô khan, nó hơi lý thuyết nhiều quá, cho nên là mình cũng hơi bối rối, hay là vòng vòng lát tổ quả chặt ma luôn. Rồi lúc trước mà mình mê cái này á, mình tự lên mình tìm hiểu, xong mình có một cuốn tập, mình tự kẻ bảng ra nè, mình tính ra như thế này nè, nó ngẫu nhiên thôi. Đó thì dựa trên những công thức cơ bản này thì cái sản phẩm nó ra nó có những cái ngẫu nhiên mà mình không có kiểm soát được. Hello, mình là Nam Ngô đây. Chào yêu thương, nhận yêu thương nha. Ok, hôm nay mình sẽ làm cái clip này chỉ cho các bạn cách thứ nhất là các dòng iguana cơ bản cũng như cái cách gọi tên. Thì cái này nhiều bạn thắc mắc lắm. Ở trên mạng thì gọi loạn xà gầu hết rồi, các bạn đọc vô các bạn không có phân biệt được, không có biết khác biệt chỗ nào. Thì mình làm cái clip này để cho nói chung là theo một cái cách đơn giản nhất, dễ hiểu nhất và cơ bản nhất cho các bạn. Sau này mà có đọc vô cái tên á, giống như những clip trước mình có hứa đó, là đọc vô cái tên là mình có thể biết được cha nó là như thế nào, mẹ nó là con gì, tại sao lại kêu cái tên như vậy, cơ bản nhất. Thì thật ra cái này hồi đó học sinh học á, lớp 6 hay lớp 7 gì mình không nhớ nữa thì đã học qua rồi. Thì bây giờ mình ứng dụng lại thôi ha. Bây giờ mình đang rửa cái thùng, nhưng mà đợi chút xíu nữa là hết đất mới vô bài được nha. Rửa cái thùng này để làm đạo cụ. Mình sẽ bỏ các em vô, các em cơ bản vô đây. Để nói tới đâu thì mình sẽ kéo lên tới đó. Đợi mình chút nha. Nhiều bạn nói ước được như anh Nam, nhưng mà thật ra công việc của mình cũng nhiều lắm á, cứ lắc nhắc tự tay mình làm hết, như vậy nó mới thú vị. Chơi môn nào cũng vậy á các bạn. Chơi môn nào cũng vậy á, tự tay mình làm được nó mới vui, mới thú vị. Mình có chia sẻ đó, ngoài cái niềm đam mê về bò sát á, mình còn đam mê về bonsai nữa. Nhưng mà cái bonsai á, mình thao tác nó không có được khéo lắm, cho nên là chơi nó cũng kém hấp dẫn hơn. Có nhiều bạn chơi igu nhưng mà rất là thích igu nhưng mà lại sợ không dám bắt nó, thì cũng làm cho các bạn không có đam mê lắm đó. Còn nếu mà bạn tự tay thực hiện tất cả các công đoạn á, thì nó sẽ hấp dẫn, nó vui hơn. Ok, bây giờ hết đất xong rồi bắt đầu vô chuyên mục chính nha. Ôi, ai mạnh cứ hít thêm nha. Bữa giờ hít cũng khá. Mốt mà ai chơi ego cũng đô con hết. Ôi, 17 cái á. Rồi, bây giờ mình sẽ lau chùi. Quên kèm em cây viết ra nữa. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị
Đây là cái công tác chuẩn bị để chuẩn bị vô clip chính nha. Các bạn biết tại sao mình phải lau khô kỹ cái thùng này không? Lát nữa sẽ biết nha. Ok, mình có chuẩn bị sẵn một số bé ở đây với những cái màu cơ bản. Thì trong cái clip này mình sẽ giới thiệu với các bạn cái kiểu hình và cái kiểu gen, một số màu cơ bản cũng như cái cách gọi tên. Thì sau này các bạn nghe cái tên là các bạn sẽ hiểu được nó tại sao có tên là như vậy, nó được phối ra từ dòng nào và dòng nào ha. Rồi. Thì cái màu cơ bản nhất của iguana đó là cái màu xanh lá cây. Chúng ta sẽ gọi nó là green iguana. Đây. Green là xanh lá cây ha. Đây là màu cơ bản nhất của iguana. Đó, là màu xanh lá cây. Thì cái cách gọi tên đó, một lát nữa đây chúng ta sẽ gặp nhiều bạn khác, nhiều cái màu khác, nhưng mà có con đó, thì người ta kêu theo kiểu hình, kêu tên theo kiểu hình. Ví dụ như bé này mình kêu là con green, tức là mình kêu theo kiểu hình, tức là mình nhìn mình thấy nó màu xanh lá cây thì mình kêu nó là con green. Có con đó, thì nó sẽ kêu theo kiểu gen. Thì từ từ một lát nữa mình sẽ khám phá ha, cái này dành cho những bạn newbie, coi như là chưa có biết gì về cái cách gọi tên cũng như tất cả các dòng màu sắc của iguana. Thì các bạn xem để chúng ta có thể hiểu thêm, sau này chúng ta sẽ dễ hiểu đọc vô. Ví dụ như trên Facebook á, nhiều khi mình thấy bạn này bạn kia post bài, post cái tên ra mà mình đọc mình không có hiểu. Thì hy vọng cái clip này sẽ giúp cho các bạn hiểu, thật ra rất là dễ hiểu. Còn bạn có những bạn thì biết nhưng mà nó cũng không có rõ, nó mập mờ lắm. Thì qua cái clip này các bạn cũng có thể bổ sung kiến thức cho mình để hiểu rõ thêm vấn đề. Thì đây là cái màu cơ bản nhất, màu green ha. Thì nó là cái kiểu gen của nó là gen chọi đó. Thì một lát sau khi mình giới thiệu tổng quan hết tất cả các màu á, mình sẽ chuyển qua tới cái phần mà kiểu gen cũng như là cách lai tạo giữa gen chọi và gen lặn với nhau, và đọc tên tại sao nó có chữ hét ABCD gì tùm lum la la đó. Thì một lát nữa là mình sẽ đi sâu vô. Thì trước mắt là mình chỉ giới thiệu về màu thôi để cho các bạn làm quen. Đây là con green iguana, đây là con cơ bản nhất đó. Tiếp theo bé này là red iguana, thì cái này mình cũng được gọi theo kiểu tên luôn, theo cái kiểu hình luôn, tức là mình nhìn bên ngoài thấy nó màu đỏ đó. Thì các bạn thấy trên người nó có rất là nhiều màu ha, có đỏ cái này, nhưng mà cái tông chủ đạo nó là tông đỏ, cho nên là mình kêu là red iguana. Thì trong cái red iguana nó cũng có nhiều cái tông red đẹp, red xấu nữa, đỏ nhiều hay đỏ ít nữa đó, nhưng mà nhìn chung nó vẫn là con red iguana thôi. Thì đây cũng là một con gen chọi luôn. Thì mình sẽ giới thiệu theo thứ bậc từ thấp lên cao. Green là cơ bản nhất, xong rồi tới red đó. Đây, thì đối với lại iguana chỉ có hai màu green và red là gen chọi thôi, tất cả những màu còn lại đều là gen lặn hết ha. Các bạn nhớ giùm mình chuyện này, tại một lát nữa nó sẽ liên quan tới những cái về sau nữa ha. Chỉ có green với red là chọi thôi, tất cả những màu còn lại là lặn hết. Thì cái màu sắc tiếp theo mà chúng ta sẽ đi là màu blue đó. Thì đây là cái con gen lặn đó. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đi tới con đầu tiên gen lặn, đây là blue. Mình cũng sẽ kêu theo cái kêu tên, thì mình kêu theo cái kiểu hình của con này luôn là blue. Blue tức là màu xanh dương ha. Còn cái tên kêu theo kiểu gen của nó là Asantik ha, là kêu theo kiểu gen. Đó, đây là màu blue xanh dương. Đây là một con gen lặn. Tiếp theo đây là mình sẽ giới thiệu với các bạn con này là, rồi chạy rồi chạy đại diện đột xuất luôn, nó chạy mất tiêu rồi. Ok thôi, để mình bắt con khác nha, lát một lát nữa mà nó chồi lên á thì mình sẽ bắt cho các bạn coi. Còn giờ mình đi kiếm con khác. Đây, bé này gọi là red hypo.
Đó, Red Hebo. Red Hebo là gì? Cái gen, cái từ Hebo á thì nó quy định cái tính trạng là mất sắc tố đen ha. Cái gen Hebo nó quy định cái tính trạng là mất sắc tố đen. Mình sẽ cố gắng giải thích cho nó thật là dễ hiểu với các bạn. Đây mình đưa lại con này là con Red. Con Red bình thường thì các bạn thấy là trên con Red nó có tông màu đỏ, tuy nhiên cái nền dưới da nó là màu đen. Đúng không? Nó là trên người nó, mặc dù kia nó là Red nhưng mà trên người nó rất là nhiều màu, và đặc biệt là cái màu nền của nó là màu đen. Thì cái con mà Red Hebo á, nó quy định cái tính trạng là mất sắc tố đen. Cho nên á là cái con Red Hebo này các bạn nhìn nè, cái màu đỏ của nó rất là đỏ. Màu đỏ nó rất là đậm và trên người nó rất là ít sắc tố đen, thấy không? Đối với những con Red thường này, cái khoang đuôi này nó màu đen nè. Khoang đuôi này nó màu đen nè. Đó. Còn bé này cái khoang đuôi của nó là cái màu đen nó lợt hẳn đi. Đó, đây hai mẫu. Do bây giờ baby của mình nó chưa có nở nhiều cho nên là mình không có cùng một cái size để dễ nói hơn, mà mình lựa những cái bé nó có sẵn trong này thôi. Trong farm mình thôi. Đó, thì cái con Red Hebo á là nó do nó lọc mấy sắc tố đen đi cho nên là nó cái màu đỏ của nó rất là tươi. Thì đây cũng là một con gen lặn, đây là cái gen đột biến. Ha. À, các bạn nhớ chưa, con này là gen lặn nha, đây là Red Hebo. Thì cái gen Hebo á là nó quy định cái tính trạng là mất sắc tố đen. Thì con nào mà mất sắc tố đen người ta đều kêu là Hebo hết. Như con này là Red Hebo ha. Ở một cái biến thể cao hơn của cái dòng Red Hebo á thì đó là cái dòng Coral. Coral á là nó quy định cái tính trạng là ngoài sắc mất cái sắc tố đen đi, nó còn mất luôn cái sắc tố xanh lá cây nữa. Cho nên cái màu đỏ của cái con Coral á là nó sẽ đỏ đậm hơn, đỏ đậm rực hơn so với con Hebo. Con Hebo á thì cái tông của nó hơi cam cam, còn con Coral á là cái tông nó là tông đỏ. Thật sự ra đó, thật sự ra bé này là gen của nó là Coral chứ không phải là gen Hebo. Nhưng mà hiện tại là mình hết con Hebo rồi, mình hết con Hebo để làm mẫu rồi, cho nên là mình dùng bé Coral. Hai con này nó đều gọi là Hebo hết, nhưng mà do cái con Coral cái tông nó đỏ đậm hơn cho nên là người ta kêu nó qua một cái tên là Coral. Cái level nó cao hơn con Hebo một bậc, tuy nhiên là cái gốc của nó vẫn là cái gốc Hebo, có nghĩa là mất sắc tố đen ha. Rồi tiếp theo, à, do mình cũng hết size nhỏ mình bắt size bự ra đỡ. Bé này là gì? Bé này gọi là Rin Hebo. Cũng giống như các bạn thấy nó tương quan nè. Bé này là con Rin thường. Đây là con Rin thường. Rin thường thì trên mình nó cũng có rất là nhiều màu và cái nền của nó cũng là màu đen. Còn con Rin Hebo tức là con Rin mất sắc tố đen. Thì người ta gọi đó là con Rin Hebo. Giống như mình nói, cái từ Hebo có nghĩa là nó quy định cái tính trạng mất sắc tố đen. Con nào mất sắc tố đen thì người ta đều gọi là Hebo hết. Và kết hợp với cái màu gốc của nó, ví dụ như con đỏ mất sắc tố đen người ta gọi là Red Hebo. Con nào con xanh mà mất sắc tố đen người ta gọi là Rin Hebo ha. Dễ hiểu không? Rất là dễ hiểu. Tuy nhiên á, cái con này á, về tới Việt Nam á, người ta lại giãn lược bớt cái tên nữa. Ở Việt Nam á, khi mà mình nói tới từ Hebo á thì tất cả đều sẽ hướng đến con này. Đó, người ta bỏ cái từ Red đi. Khi nói Hebo là mọi người sẽ hiểu đó là con Red Hebo. Còn con này á, con Rin Hebo á, người ta không gọi là Rin Hebo mà gọi là Abinote. Thì cái tên Abinote này gọi theo nước ngoài. Nước ngoài người ta gọi Abinote thì mình gọi là Abinote theo luôn. Nhưng mà thực chất cái nguồn gốc của nó là con Rin Hebo, tức là con Rin mất sắc tố đen. Ok chưa? Đó, rất là dễ hiểu ha. Những con Rin Hebo, con Red Hebo, con Blue đều là gen lặn hết. Rồi một cái màu nữa rất là đẹp, rất là nổi bật luôn, cũng là cơ bản trong cái dòng đột biến luôn, đó là Albino. Albino tức là bạch tạng đó các bạn. Thì đối với cái dòng Iguana đó thì cái gen Albino là nó màu vàng ha. Màu vàng rất là tươi. Đó. Thì cái con này á, người ta lại không kêu là Golden Igu hay là Yellow Igu mà người ta gọi là Albino. Cho nên là nãy đọc clip mình có nói có những tên người ta kêu theo kiểu gen và có những tên người ta kêu theo kiểu hình. Đó, thì nếu mình nắm được cái những cái này á, là sau này rất là dễ. Đó, bé này là Albino.
Đây là những cái màu cơ bản nhất của iguana. Đó thì mình nhắc lại nè, trong iguana nó chỉ có màu xanh lá cây và màu đỏ, tức là rim red đó, là gen chọi thôi. Tất cả những cái màu còn lại, blue mình vừa giới thiệu, red hypo, rim hypo hoặc là albino tê đó, và albino thì đều là gen lặn hết. Thì bốn cái màu gen lặn này nè, nó gọi là đột biến, nó gọi là gen đột biến, nhưng mà đột biến này là đột biến tự nhiên, tức là ở trong tự nhiên hai con cha mẹ phối với nhau á, cho dù là hai con green phối với nhau thì vẫn có cơ hội nó ra cái đột biến, ra được những cái màu này, ra được những cái màu blue albino hoặc là tê hypo. Nó là đột biến tự nhiên, trong tự nhiên vô tình cái chuỗi ADN nó bị gãy, nó tạo ra những cái màu đặc sắc đó, là những cái màu này. Thì thật ra ở dưới góc độ y học á, đây là những cái gen lỗi, gen bệnh, thấy không? Thì chính vì gen lỗi gen bệnh cho nên nó không có ra giống những cái con bình thường. Nhưng mà ở trong nuôi pet á, trong sưu tầm á, màu sắc á, thì vô tình những cái lỗi, những cái bệnh đó nó tạo ra cái kiểu hình bên ngoài là những cái màu độc đáo cho anh em mình sưu tầm chơi ha. Anh em nắm cơ bản cái này. Thì tại sao mình giới thiệu nó là đột biến tự nhiên? Bởi vì ở trong tự nhiên nó có, nhưng mà có những cái màu sắc á, mà người ta gọi là đột biến thiết kế, tức là ở trong tự nhiên nó không có, nó không có những cái màu đó, mà do những người yêu pet, yêu màu sắc đâu á, người ta lai tạo với nhau, người ta kết hợp những cái giống màu mới lạ với nhau để tạo ra những cái màu mới, thì người ta gọi đó là đột biến thiết kế, có nghĩa là do con người thiết kế, do con người sắp đặt. Có một ví dụ đó chính là con red albino, tức là con bạch tạng đỏ. Tại sao con red albino ở trong tự nhiên nó không có? Lý do là những con albino này nè, ở trong tự nhiên nó không thể phát triển và lớn được, do cái màu sắc của nó quá nổi bật đi, cộng với cái tính trạng albino á, là nó làm cho con mắt bé nó bị mờ, nó không thể kiếm ăn được, không thể tự chủ kiếm ăn trong tự nhiên được, cho nên là nó sẽ không có sống thọ, không có sống lâu. Đồng thời cái màu sắc nó quá bắt mắt đi, nó sẽ là miếng mồi ngon, quá nổi bật cho những thiên địch giống như là chim đại bàng, chim ưng đồ, hoặc các loài kỳ đà đồ, nó ăn thịt. Cho nên những con albino ở trong tự nhiên nó không thể lớn tới cái size trưởng thành để mà sinh sản tiếp đó. Và con red albino là một cái sản phẩm sắp đặt thiết kế giữa con một con đực là con albino và con cái là con red thường. Hai con đó phối với nhau thì nó sẽ tạo ra albino, red albino. Thì cái này một lát nữa mình sẽ giải thích rõ hơn ở trong cái vấn đề gọi là lai tạo cái công thức cho các bạn hiểu ha. Snow cũng là đột biến thiết kế đó các bạn. Snow tức là con màu trắng đó, thì mấy cái đó nó sẽ phức tạp hơn. Hôm nay mình sẽ cố gắng giải thích những cái cơ bản nhất, chỉ nói sơ sơ qua những cái đó thôi. Rồi có thể clip sau, hoặc là bạn nào mà có thắc mắc thì có thể comment, mình sẽ giải thích sâu hơn. Còn bây giờ nếu mà giải thích nhiều thứ quá trong một clip á, là rối, quá nhiều thứ dồn vô, thì chúng ta nên đi từ cái cơ bản thôi. Ok, đó là những cái màu sắc cơ bản của iguana để các bạn có thể gọi tên dễ dàng. Mình nhắc lại, cơ bản nhất là green, red, xong rồi có green hypo, xong tới blue chứ, blue, green hypo, red hypo và albino. Đây là những cái màu cơ bản nhất của con albino. Đó, thì bây giờ này là giống hồi đó mình học sinh học mà lai đậu xanh đậu đỏ rồi, các bạn nhớ không, các bạn có nhớ không? Cái này mình sẽ quay về cái thời kỳ đó ha, có cái tấm bảng nữa. Gen chọi á, ở đây mình có cái quy định thế này. Gen thứ nhất á, là nếu mà nói về lai tạo á, chúng ta phải quan tâm tới hai khái niệm, đó là kiểu gen và kiểu hình. Kiểu hình tức là những cái bên ngoài mình nhìn thấy được nè, mắt mình nhìn thấy sao đó, thì nó là gọi là kiểu hình. Còn cái kiểu gen là mình nói tới ADN, tới máu, tới sâu bên trong đó, mình không có nhìn thấy được đó. Thì ở đây mình quy định á, gen chọi mình quy định nó ký hiệu sẽ là A lớn. Gen chọi tức là những cái nó chọi lên, nó thể hiện ra bên ngoài ha. Thì đối với iguana nãy mình có giải thích rồi, những cái màu sắc mà trong cái gen chọi này á, là có con green và con red ha. Tiếp theo là mình có gen lặn,
gen lặng tức là nó ẩn sâu bên trong, nó không có thể hiện ra cái kiểu hình bên ngoài thì người ta gọi là gen lặng ha. Thì mình con gen lặng này sẽ quy định bằng hai chữ A nhỏ, thì nó bao gồm các màu blue nè, green hypo nè, red hypo nè, thiếu gì nữa không ta, albino nè. Đó rồi các bạn nhớ nha, gen chọi là gồm green với red, gen lặn là blue, green hypo, red hypo và albino. Ok, vậy bây giờ á, có một số bạn á hỏi là rất là nhiều luôn, anh ơi con em tìm con red mà cái người mà người ta muốn giao lưu á, người ta nói người ta có con red head hypo rồi hoặc là green head blue đồ. Cái từ head đó có nghĩa là gì? Head ở đây tức là nó dị hợp tử. Dị hợp tử tức là khi mình phối một con gen chọi với một con gen lặn thì cái bầy con của nó đó, nó là dị hợp tử, nó không có đồng gen, nó không có đồng gen với nhau, không đồng thì gọi là dị hợp tử, dị là khác á. Đó. Tức là bây giờ mình phối một con gen chọi với một con gen lặn nha. Chữ X đây là tượng trưng cho cái việc giao phối nè, ha. Đó, thì mình phối một con gen lặn tức là mình phối một con, thí dụ như mình phối con green với con blue đi. Green phối với blue nha. Ok. Nếu mà con green này á, kiểu gen nó là gì? Con green này kiểu gen nó sẽ là AA. Phối với con blue kiểu gen nó sẽ là A nhỏ ha. Cái này rồi đó mình đi học mình có kẻ bảng ra nè. Đúng không? Rồi con green là A, điền A vô đây. Đúng không? Con blue là A nhỏ vô đây. Thì bầy con nó sẽ có kết quả nè. A lớn, A nhỏ đúng không? A lớn, A nhỏ đúng không? A lớn, A nhỏ đúng không? A lớn, A nhỏ. Đó, thì bầy con có tất cả đều là A nhỏ thì mình sẽ gọi nó là 100%. A lớn, A nhỏ. Thì cái bầy con này á, 100% A lớn này mình sẽ gọi tên là green head blue. À, đó các bạn, bây giờ các bạn có thể hiểu cái từ head. Từ head này tức là dị hợp tử nè. Khi mà con green phối với con blue tức là hai con nó không có nó đồng với nhau thì nó sẽ là dị hợp tử. Cái từ head này là dị hợp tử, green head blue. Tương tự các bạn có thể làm áp dụng với tất cả luôn. Ví dụ các bạn có thể phối với lại con, hồi nãy mình có ví dụ về con red albino á, bây giờ con red ha phối với con albino. Con red ở đây mình cũng là A lớn A nhỏ nè, nhân với albino là A nhỏ nè, kẻ cái bảng tương tự luôn, ra công thức y chang 100% A nhỏ luôn. Thì cái bầy con này nó sẽ gọi là red head albino. Ok chưa? Rồi bây giờ cái bước tiếp theo, khi bạn lấy một con gen chọi với một con gen phối với con gen lặn thì nó sẽ ra 100% là red head albino. Bây giờ các bạn muốn làm ra con red albino. Red albino tức là nó thể hiện ra cái kiểu hình nó luôn, thể hiện ra cái kiểu hình đó là con red albino luôn. Thì chúng ta con red albino này có kiểu gen là A lớn A nhỏ, giống trên này y chang 100% A lớn A nhỏ nè, các bạn hiểu ý không? Thì bây giờ mình sẽ phối hai con red head albino này với nhau nè. A lớn, A lớn, A nhỏ, A lớn, A nhỏ ha. Này là A lớn nha. Thì ở đây nó sẽ có kết quả là A lớn ha. A lớn, A nhỏ ha. A lớn, A nhỏ và AA. Đúng chưa? Thì kết quả nó sẽ có là A lớn nè cộng với lại 2 A lớn A nhỏ nè, 2 A lớn A nhỏ nè, hiểu chưa? Cộng cho A nhỏ A nhỏ. Thì cái này mình suy ra tương ứng với lại cái tỷ lệ 100% á thì chúng ta sẽ có là 25% A lớn A lớn, 50% A lớn A nhỏ và 25% A nhỏ A nhỏ ha. Cái 25% A lớn này nè
chính là nó ra con rết thường. Đúng chưa? 50% A lớn A nhỏ là cái này nè, đúng không? A lớn A nhỏ nè. Nghĩa là 50% ra 25% rết thường. 50% rết hết albino. Và còn 25% A nhỏ nè, tức là 25% là rết albino. Đó, lúc này là nó thể hiện ra kiểu hình luôn. Các bạn hiểu ý mình chưa? Cho nên cái công thức mà để làm ra con rết albino á, thì khi chúng ta phối hai con hết với nhau á, đây là cái sản phẩm mà trong lai tạo chúng ta mong muốn tìm ra nhất. Đây là cái sản phẩm mà cuối cùng tạo ra cái màu đẹp nhất mà chúng ta muốn. Các bạn hiểu không vậy? Cơ bản nó là như vậy. Ai chưa có hiểu rõ gì cứ comment bên dưới nha, mình giải thích rõ hơn. Nó thật ra cái này về mình cố gắng giải thích nó đơn giản nhất rồi đó. Thì về cơ bản nó là như vậy. Thí dụ như bây giờ đó, trên mạng nó nói là Red Head Hypo. Khi mà chúng ta nói, chúng ta có đọc ở trên Facebook á, bạn nói là khoe, có một bạn kia khoe một cái con này Red Head Hypo. Thì đọc vô đây á, đọc vô cái từ Red Head Hypo này á, chúng ta có thể hiểu á, cái con này có cha là Hypo. Cha hoặc mẹ nha là Hypo. Nhưng mà thường á, trong lai tạo á, người ta dùng cái con cha là cái con có cái gen cao hơn cái con mẹ. Hiểu ý mình nói không? Tại con cha, con đực nó có thể phối được với lại nhiều con cái đó. Còn con mẹ thì nó chỉ có thể chịu với lại một con đực thôi. Cho nên thường trong lai tạo người ta sẽ sử dụng cái con gen cao hơn là cái con đực, con cha đó. Thì khi mà cái người ta nói con này là Red Head Hypo, tức là cái con này có cha hoặc mẹ là Hypo, và cái con còn lại là con, thôi giờ mình mặc định một chiều đi ha, cho nó dễ hiểu đi ha. Mặc dù là nó có thể là cha hoặc mẹ nhưng mà mình mặc định nó là con cha đi. Thì con, khi người ta nói con Red Head Hypo, nghĩa là con này có cha là Hypo, mẹ là Red thường. Ok chưa? Ví dụ người ta nói con này là Green Head Hypo, hoặc là Green Head Hypo, thì chúng ta sẽ hiểu con này á có cha là Hypo, mẹ là con Green ha. Hoặc là người ta nói con này là Green Head Albino, thì khi đọc cái tên này chúng ta sẽ hiểu con này có cha là Albino, mẹ là Green, thấy không? Hoặc là con này gọi là Red Head Blue. Thì khi đọc vô cái tên này chúng ta có thể hiểu con này có cha là Blue, mẹ là con Red. Đó, đây là cái cách đọc tên, cách gọi tên mà chúng ta đọc vô là chúng ta có thể hiểu được cha nó là ai, mẹ nó là ai, tại sao có cái tên này, đúng không? Từ nay các bạn sẽ hiểu cái từ Head này nè. Head này nó xuất hiện khi mà chúng ta phối một con gen chọi với một con gen lặn. Đó, gen chọi là gì? Gen chọi là Green với Red, gen lặn là những cái màu này, Blue, Green Hypo là Albino T đó, Red Hypo là Albino. Đó, thì khi đọc vô một cái tên này thì chúng ta đã hiểu được, có thể hiểu được là tại sao lại kêu tên như vậy. Không biết các bạn có hiểu không vậy? Mình thì thật ra là mấy cái này nói thì nó cũng hơi khô khan, mà không biết các bạn có hiểu hay không. Mình đã cố gắng giải thích theo cái sự đơn giản nhất có thể. Thì đây là những cái cơ bản của cái cách gọi tên. Ở đây chúng ta thấy nó chỉ có hai gen thôi, những cái tên này nó có hai gen nè. Ví dụ như Green và Albino, Red và Blue, thấy không? Đây là những cái cơ bản thôi, chỉ có hai tên. Sau này nó sẽ có những cái gọi là phối hai cái con gen lặn với nhau. Đây là mình đang phối một con gen chọi vào con gen lặn. Thì sắp tới mình sẽ phối hai con gen lặn với nhau. Thí dụ như mình phối Blue với Albino đó, thì nó sẽ ra cái bầy con á, có cái kiểu hình là Green, có cái kiểu hình là Green, nhưng mà nó mang cái gen là Head Albino, Head Blue. Do hai cái gen này đều là gen lặn hết, nó chưa có thể hiện ra cái kiểu hình bên ngoài, cho nên kiểu hình bên ngoài nó chỉ là con Green thôi. Thì khi các bạn nuôi lớn cái bầy baby đó, cái hai cái con double head đó,
phối với nhau thì nó sẽ làm ra được con Snow. Đó. Con Snow là con màu trắng. Thì lúc đó là nó ba gen trong người nó. Đó, nó là một cái gen blue, gen albino và cái gen trộn của blue và albino nữa. À, ok chưa? Bạn nào mà có thắc mắc cái gì chưa có rõ thì comment bên dưới hoặc là inbox cho mình sẽ giải thích rõ hơn nha. Nếu mà có ai mà có hứng thú với lại cái vấn đề lai tạo này, hoặc cũng có thể Google để tìm hiểu về những cái từ khóa có sẵn ở đây nè để hiểu sâu thêm. Cái đề tài này nhiều bạn thắc mắc, nhưng mà cái cách diễn đạt á, cái cách chia sẻ thì nó cũng hơi khô khan, nó hơi lý thuyết nhiều quá, cho nên là mình cũng hơi bối rối không biết là diễn đạt như vậy các bạn có hiểu rõ hay không, hay là vòng vòng lát tổ quả nhập ma luôn. Hồi lúc trước mình mê cái này á, mình tự lên mình tìm hiểu, sau mình có một cuốn tập mình tự kẻ bản ra nè, mình tính ra như thế này nè đó. Xong rồi trên Google, trên mạng nó có những cái bản tính á, ví dụ mình nhập con cha là cái gì, con mẹ tên gì vô rồi tự động ở dưới nó tính ra cho mình bao nhiêu phần trăm á. Thì của Igu không có, mình áp dụng từ con Bon Python hoặc là con Leopard Gecko á, mình áp dụng qua Igu thì mình tìm hiểu, mình nghiền ngẫm từ từ cái nó thấm vô trong máu mình. Trong quá trình mình nuôi, mình trải nghiệm, mình phối, mình lai tạo thử á, chồng lên thì ở đây hiện nay ở trong farm mình có những con nó trong người nó tới mấy rồi gen lận. Thì nó cái này là cái công thức để mình có cái nền cơ bản để mình lên một cái project, lên một cái dự án mình làm ra cái màu mới thôi. Nhưng mà thực tế á, đôi khi nó sẽ có những cái bất ngờ, tại vì cái này là cái trong ADN mà nó tự gọi là nó gì, nó tự nhiên, nó gọi là gì ta, nó ngẫu nhiên thôi đó. Thì dựa trên những cái công thức cơ bản này thì cái sản phẩm nó ra nó có những cái ngẫu nhiên mà mình không có kiểm soát được, mình chỉ dựa vô những cái công thức cơ bản như thế này để mình lên những cái dự án cho riêng mình thôi. Thì đây là những cái cơ bản nhất, hy vọng là nãy giờ mình chia sẻ các bạn cũng hiểu sơ sơ. Ai muốn tìm hiểu sâu thì có thể tự học, còn ai muốn có thắc mắc cái gì đó, muốn bàn bạc trao đổi thêm với mình thì cứ comment bên dưới ha, mình sẽ trả lời. Ok, nãy giờ giảng bài này thấy cũng hơi mệt, thấy nó cũng hơi khô khan quá, nhưng mà hy vọng cũng có thể giúp cho các bạn có thể hiểu sâu thêm, có một chút kích thích để cho chúng ta có thể tự tìm tòi học hỏi ha. Ok, bye bye.